cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Phạm Nhân Mai Văn Đệ, 33 tuổi, quê tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, Nam Định, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẫn trốn trong một khu rừng trên địa bàn huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Theo thông tin từ trại giam số 5 Bộ Công an cho biết, Khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng của đơn vị này phối hợp với Công an huyện Hà Trung, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được phạm nhân Mai Văn Đệ. Một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết, phạm nhân Mai Văn Đệ bị bắt giữ khi đang lẫn trốn trong rừng xến Tam Quy, nằm trên địa bàn các xã Hà Lĩnh, Hà Tân và Hà Đông của huyện Hà Trung. Công an huyện Hà Trung và Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao phạm nhân cho trại giam số 5 tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó, như thanh niên thông tin, ngày 2 tháng 4 khi đang thụ án ở trại giam số 5 đóng trên địa bàn thị trấn thống nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa, phạm nhân Mai Văn Đệ đã bỏ trốn. Đến khoảng hơn 18 giờ ngày 2 tháng 4, khi trốn đến địa phận xã Hà Đông, huyện Hà Trung, phạm nhân Đệ đã cướp một xe của taxi rồi tiếp tục bỏ trốn. Chiếc xe taxi sau đó được phát hiện trên địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Từ chiều 2 tháng 4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và dân quân địa phương đã vây ráp khu vực rừng xến Tam Quy để truy bắt phạm nhân Mai Văn Đệ. Trước đó, như đã đưa tin, đêm 2 tháng 4, công an Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn trại giam đóng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phạm nhân trốn khỏi trại là Mai Văn Đệ, sinh năm 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo phong màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông. Trong khi bỏ trốn, phạm nhân này đã cướp taxi, sau đó bỏ lại chiếc xe taxi tại địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa và bỏ trốn. Công an huyện Hà Trung cũng đã phát đi thông báo tới người dân cảnh giác tự bảo vệ bản thân và gia đình. Mới đây, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an huyện Hà Trung cho biết, chiều ngày 2 tháng 4, ngay sau khi nhận được thông tin phạm nhân trốn khỏi trại giam số 5 thuộc cục C10 Bộ Công an đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung đã huy động hàng trăm cán bộ cảnh sát triển khai các phương án vây bắt. Phạm nhân trốn khỏi trại giam là Mai Văn Đệ, 34 tuổi, ngụ ở Hải Giang, huyện Hải Hậu, Nam Định. Theo Công an huyện Hà Trung, hiện lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an trại năm thuộc Cục C-10 Bộ Công an và Công an các xã bao vây toàn bộ khu vực rừng xến, tam quy, giáp danh với địa bàn các xã Hà Tân, Hà Lĩnh, Hà Đông để truy bắt phạm nhân. Hiện lực lượng công an chính quy được huy động với con số hơn 400 cán bộ cảnh sát và huy động hàng trăm dân quân tự vệ ở các địa phương quanh khu vực rừng xến Tam Quy để truy bắt đối tượng. Theo lãnh đạo công an huyện Hà Trung, phạm nhân này được xác định đang lẩn trốn tại khu vực rừng xến Tam Quy, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên rừng xến Tam Quy lãnh đạo Công an huyện Hà Trung thông tin, đến sáng nay, lực lượng Công an tỉnh, lực lượng Công an trại 5 thuộc Cục C-10 Bộ Công an và toàn bộ lực lượng Công an các xã bao vây toàn bộ khu vực rừng xến Tam Quy để truy tìm đối tượng. Liên quan đến việc truy bắt phạm nhân trốn trại ở Thành Hóa, tài xế Nguyễn Văn Mạnh, người bị lấy mất xe taxi cho biết sau khi bị cướp xe và biết vị khách là đối tượng trốn trại, đến bây giờ ông vẫn còn hoang mang lo sợ. Ông Mạnh kể, Khoảng 17 giờ 50 phút, anh đang đi thể dục ở gần nhà thì vợ gọi về chỗ khách. Đối tượng nói đang làm công nhân ở công trình xây dựng trên địa bàn xã Hà Đông. Do nhà có việc đột xuất nên thuê anh Mạnh chở ra quốc lộ 1A để bắt xe về Hà Nội. Tôi không biết đó là phạm nhân trốn trại, đang bị công an truy tìm nên đã nhận lời. Theo quan sát của anh Mạnh, phạm nhân đệ có biểu hiện giống người nghiện ma túy, cơ thể gầy gò, yếu ớt, lại bị thương ở chân nghi ngờ vì khách không có tiền nên ghé cây xăng ở gần nhà đổ xăng nhằm mục đích yêu cầu trả tiền trước mới tiếp tục hành trình. Khi vừa đến cây xăng, anh Mạnh được nhân viên thông báo đang chở phạm nhân trốn trại. Lúc này anh phối hợp với nhân viên cây xăng, giả vờ đi vệ sinh để kéo dài thời gian, đợi công an đến bắt tên phạm nhân trốn trại. Nhân viên cây xăng Nguyễn Ngọc Đạt kể lại, sau khi tiếp nhận thông tin về việc có phạm nhân trốn trại có các nhân dạng giống với người khách đang ngồi trên xe taxi, Tôi liền thông báo với tài xế taxi là anh đang chở phạm nhân trốn trại. Sau khi tài xế taxi giả vờ đi vệ sinh kéo dài thời gian chờ công an, thì được vài phút, đối tượng đã cướp xe taxi chạy đi. Sau khi lái chiếc xe taxi rời khỏi cây xăng, đến địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, cách vị trí cây xăng khoảng 5 km, để bỏ lại chiếc xe, tiếp tục bỏ trốn. Trước khi bỏ lại chiếc xe, Phạm Nhân Đệ đã lấy đi một chiếc điện thoại và hơn 800.000 đồng tiền mặt của anh Mạnh để ở trên xe Hiện chiếc xe đang được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình thực hiện thi hành án, ông Hà Văn Hưng, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Thi Hành Án Dân sự huyện Bảo Yên, Lào Cai, bị bùi khắc minh dùng dao rượt đuổi dẫn đến ngã gãy xương quay xanh. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 2 tháng 4 năm 2024. Tri Cục Thi Hành Án Dân sự huyện Bảo Yên cùng lực lượng chức năng phối hợp tổ chức thực hiện thi hành án dân sự đối với ông Bùi Khắc Minh và bà Phạm Thị Hiếu, tại tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, theo bản án đang có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tổ chức thi hành án, ông Bùi Khắc Minh liên tục chống đối, không chấp hành việc thi hành án, có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thách thức những người thực thi nhiệm vụ. Đỉnh điểm, ông Minh đã cầm dao rượt đuổi ông Hà Văn Hưng, sinh năm 1974, phó tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, khiến ông Hưng bị ngã dẫn đến chấn thương ngay sau khi xảy ra vụ việc ông hưng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán gãy xương quay xanh hiện đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai để điều trị trao đổi với phóng viên ông đỗ ngọc ba cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh lào cai cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc phía tri cục thi hành án dân sự huyện bảo yên đã báo cáo lãnh đạo cục Hiện đơn vị đang phối hợp với công an huyện Bảo Yên, viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ của Bùi Khắc Minh và vẫn thực hiện việc tổ chức cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh và khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 tại công ty Than thống nhất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam KTP ở thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh xảy ra sự cố tại gương lò XB5-140 số 2 phân xưởng đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Lò đào nơi xảy ra sự cố có diện tích 23m2, chống thép SVP27, bước chống 0,5m trên một vị. Lò đã được đào 240m trên thiết kế 380m, bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tăng. 4 công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh, Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ, Tạ Văn Nhâm sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên, Lê Văn Huyên sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc các lãnh đạo TKV, công ty thang thống nhất có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền công ty thang thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chú đáo. Sáng cùng ngày, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người, trong tỉnh tử vong 18 triệu đồng một người, ngoài tỉnh tử vong hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương. Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ. Trước đó, tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại phân xưởng khai thác 3 công ty cổ phần Thang Vàng Danh, Thời điểm xảy ra vụ việc, địa bàn xuất hiện nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30 đến 70 mm dẫn đến khu vực này bị ngấm nước. Quá trình nhóm công nhân làm việc bị bùng và thang trôi tự thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong.